Đây, hôm trước các bác nào có hỏi một em Nokia vàng hồng hoặc là màu vàng, tầm mức giá nó nhẹ một chút, ok ạ. Nếu em có nhẹ các bác có thể đấu giá nhé. Nhẹ thì báo cáo bác là nếu như hàng zin, hàng chất thì đa số nó toàn 20, 23 chục thôi bây giờ. Những con nó đẹp như này thì nó phải có tiền chục trở lên chứ không bao giờ có rẻ bác ạ. Nếu mà các bác mua những con mà nó tầm khoảng độ dưới 10 triệu, báo cáo bác là nó xấu lắm, nó không được đẹp, hoặc là bị tuốt, hoặc là nó bị tuốt rồi các bác. Những con này thì báo cáo bác đây, con nào hầu còn zin hết này, nhưng bác hầu như nó không có vết bị mòn hay bị bạc gì cả, như gần này nó đẹp xuất sắc như này. Chứ bây giờ các bác bảo cứ muốn nó ngon bổ rẻ thì chắc là khó lắm, ngon bổ rẻ thì hơi khó, nói thật luôn. Ngon bổ rẻ thì chắc chắn là vẫn có, nhưng mà chỉ có những con là một là vỏ người ta độ, hai là thay vỏ, người ta thay vỏ chứ không chuyển độ, dòng này không phải độ, thay vỏ, ba là nó có vấn đề về sửa chữa thì nó sẽ có, thì tầm 5-7 triệu. Chứ các bác đã nhìn thấy một thời gian trước nó những con như thế này, nhiều con nó xấu hơn. Bây giờ là các bác còn được hưởng những cái mức giá nó quá ưu đãi, quá nhẹ nhàng. À, con này em chưa lắp pin nhé, để em lắp pin luôn cho bác này. Này, lắp pin cho bác kiểm tra máy luôn, cho các bác kiểm tra máy luôn. Đấy, kiểm tra máy luôn cho em đi, lúc em mở cho bác kiểm tra máy, ok chưa? Máy có đẹp xuất sắc như này chưa? Đấy, này, lắp pin này. Mỗi con máy này được tặng thêm một quả pin theo bác nhé, được tặng theo cho bác một quả pin đi theo. Đấy, rồi em khởi động này. Nokia đi, loa to rồi, ok. Năm này quá phê cho bác, ok chưa? Thôi cứ giờ đặt thì cứ để thế thôi. Còn những cái đặt theo mà, sau này các bác cài sau. Đẹp phê chưa? Có phê không bác? Con này là màu cà phê, con này màu cà phê, thân vỏ bạc mạ vàng, mạ vàng luôn, là zin hết theo máy luôn. Màu cà phê đấy, các bác có thể nhắn tin vào Zalo số này nhé, Zalo đấu giá hoặc trả giá, nói tóm lại là giao dịch qua Zalo cho nó thoải mái. Chứ còn những phần giá này hoặc các bác có thể đấu giá, bác có thể bình luận ở trong bài của em tham gia đấu giá những con này, tại cửa hàng của em đang là 16 triệu đấy. Các bác có thể tham gia đấu giá rủ hoặc hai ba bốn người đấu giá, em cho các bác đấu từ giá từ 0 đồng, đấu giá trên YouTube cũng được mà đấu giá trên Facebook cũng được, các bác thích cái đấu giá đâu thì các bác cả bình luận nhắn tin vào đây, em Tuấn sẽ tổ chức video giá. Ôi, do tình trạng cái máy này hơi bị nóng rồi, camera cảm giác có bị giật vậy, camera em cảm giác đang bị giật rồi, để em chút nhé, em tạm dừng nữa. Em lên tiếp tổng hợp cho các bác xem là 1 2 3 4 5 6 7 nhá, 7 mô này, tất cả những cái mô này em đều báo giá đồng giá là 300k, thì tại 300k. Nhưng mà trong những này chỗ này thì những sản phẩm nó bắt các quá cộng và nó toàn lên đến 5 đến 700k hơn nữa thôi. Sao em Tuấn vào luôn rồi này bác này. À, những cái sản phẩm này thì đây là dây tay dây micro USB, một hộp này 3 sợi. Số thứ được là số 3 này. Giá nhà sản xuất tận 200 nghìn cơ, nhưng bây giờ tất cả nó là dòng này nó phổ thông nhiều rồi. Gồm có hai hộp này. Một bộ loa này là loa từ neo bác nhé, loa từ neo. Các bác có thể về lắp độ chế xe ô tô hoặc là các tủ kệ thoải mái nhé, từ neo đấy. Con này có bản test rất hay rồi, đây giá cũ của nó tận 600k này. Thì em để cho bác hai cái này thêm cái nữa đấy, thêm một cái dây mic này, dây cắm mic này, thêm cả dây quang này. Dây quang này dài lắm, dây quang này mấy mét luôn đấy. Chọn bộ này 300.000, số 3. Sang đến bộ số này, con này bộ số mấy đây, cũng đây, bộ số 16, gồm có 26 dây sạc. Trong này mỗi hộp này 3 dây mà. Hai hộp 6 dây sạc này. Một dây mic này. Một bộ dây quang này. Một cái mic KTV này. Cái dây này này. Cái dây này các bác, em khẳng định với các bác đi mua dây này mà giá trị này, cái dây này này chống nhiễu, chúng là dây này mà giá trị thế này. Mic cũng một phần, như dây này mà chất lượng này. Nên là bác nào hay hát mic dây dùng dây này bọc chống nhiễu. Mà cái này chỉ về giặt, về lấy khăn ướt vệ sinh đi thì phê luôn. Đắt là cái mic này, 300 300 một bộ này. Sang tiếp đây. Ở đây là dây quang. Bộ số 4 này, số 4 này. Riêng bộ dây này bác biết là ngày trước em Tuấn bán 390 400 mấy có được.
thời điểm mới ra của nó hơn 600 cơ nhé. DAV này nhá. Dù nhé. Đấy. Lại còn dây quang nữa. Này. Tiếp tục này, dây mic này, dây mic còn nguyên nhá. Lại còn là dây mic. Dây này dây mic hát karaoke, dây mic có dây. Còn dây này là mic cắm đầu mic này. Bốn hộp này luôn. 1 2 3 4 các bác cắm có mà bao nhiêu xe ô tô và cắm khắp nhà các bác luôn nhá. 4 3 12 12 sợi luôn này. Tổng chỗ này mới có 300.000, bình thường các bác mua một hộp này hơn một hộp này mới hai hộp tầm này đã dính đến 300.000 rồi. Chứ không phải tất chỗ này 300.000. Chưa. Số thứ tự là số 4 nhá, số 4 này. Sang tiếp đây. Một dây quang này. À, một dây micro, dây sạc trong này có 3 sợi này. Nhá. 3 sợi này. À, lại một dây cắm mic, đầu của mic này. Mic. Và tiếp tục một bộ mic này. Báo cáo bác đây là mic bãi, mic xịn bác nha. Đây là mic bãi, mic xịn. Bác mua cái con mic bãi này nguyên cái tay này của nó đã tầm gần triệu rồi. Đây. Nó nhìn mic bãi, mic xịn chứ không phải mic vớ vẩn ở ngoài đâu. Mà đồ cái tay mic này, dây cũng của nó luôn nhá. Đấy, 300k. Chưa. Số thứ tự là số 10. Sang đến bên đây. Tiếp tục là một thôi kìa, sang đây ạ. Tiếp tục sang đây là một dây quang số 13 nhá. Số 13 gồm có 3 bộ sợi dây này, 3 4 12 12 sợi trong 3 hộp này. Nó cắm khắp nhà luôn. Chỗ nào cũng sẵn được 13 sợi. 13 một số 13. À 3 4 12 12 sợi trong 3 hộp đúng không? Dây quang. Tiếp tục một camera giấu kín, camera nhỏ. Có mã quét hết sẵn mới tinh chưa dùng. Dây sạc còn đây. À, đặc biệt là cái dây này các bác nào dùng cho súp thì quá tuyệt vời luôn nhá. Dây này nó phải dài tầm 4 đến 5 mét, dây xịn ạ. Dây này là dây bãi xịn chứ không phải dây mới vớ vẩn nhé. Bác mua nguyên dây này bây giờ nó dài tầm này phải 400-500 rồi, nguyên cái này thôi, em nói luôn, dây xịn nhé. Đấy. Đây dây cổ vít cắm này vẫn có, như dây này vít thì không vào điện nhé. Không vào điện. Đấy, dọn tất cả chỗ này cho bác. Nguyên cái vít thì không vào điện, tất cả các dây khác hoạt động bình thường. Số 13, 300k tổng. À, tiếp tục đây nữa. Đây là một cái dây quang nữa này, số 15 này. Trong này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hay 7 cái mắt từ để thay cho đầu đĩa đấy. Còn mới nguyên hộp luôn, chưa dùng. Em Tuấn mua về nhưng chưa thời gian đây. Đây là mắt từ ấy, mắt từ thay cho các loại đầu đĩa. Đây nữa. Dây quang này. Rồi trong này là camera này. Camera, nguyên camera bác mua phải hơn 200 rồi đúng không? Có rẻ hơn 200 cái loại này rồi, 200 rồi. Lại đây một cái hộp này nữa, hộp này là tất cả của nó đây. Còn mới nguyên chưa dùng này. Đây hộp đây này, cái ký hiệu của nó đây này. Đấy. Tất cả cái lô này 300.000. Rồi mà tham khảo, một sưu tầm tham khảo bác nhé. Tùy cái mắt này của bác mua một cái đã ba mấy trăm nghìn rồi. Mắt từ này, đây 6-7 cái mắt từ còn nguyên hộp. Tiếp tục sang lô này nữa. Lô này thì gồm có một dây cắm mic này. À, một cái rắc cắm cho loa Đức này, loa Đức hoặc loa Anh Pháp này. Đây rắc cắm loa Đức này. Dây AV 3 sợi này, cả âm thanh và cả video này. Một dây quang này, hai tay mic còn nguyên dây đấy, hai dây quang luôn này, đây còn hai tay mic, hai dây quang, hai tay mic nhé bác nha, hai tay mic, một con tay của MTH đây này nhá bác nhìn nhá, đi ra mic này, mic bãi đây này, con này là con BMB ngày trước em Tuấn hay bán này, về các bác vệ sinh mình dọn đi, con này trước bán 300 mấy đấy, đấy, nói tóm lại là bây giờ đã cả đống này 300.000, rồi chào các bác.